Thưa quý vị, sách một phần không thể thiếu của cuộc sống. Khi đọc sách chúng ta thấy cả thế giới ở bên trong đó. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được mời quý vị đến với một cái thể loại sách mà những ai có cái niềm đam mê ẩm thực, khát khao sâu xa thì chúng ta nên đọc thử qua Tùy Bút Ẩm Thực, Sài Gòn Chở Cơm Đi Ăn Phở. Nghe là thấy dễ thương rồi đúng không ạ? Và đây là một tác phẩm của tác giả tên là Ngữ Yên. Và tên thật của tác giả là Trần Công Khanh. Thưa quý vị, anh từng làm ở các báo như là Sài Gòn Tiếp Thị, Diễn đàn Doanh nghiệp Cuối Tuần, Thế Giới Tiếp Thị. Những cuốn sách mà anh đã từng xuất bản như là Người Ăn Rong năm 2006, Người Ăn Rong 2 năm 2013, Những Gì Chưa Dạy ở Trường Báo Chí năm 2015. Và với Tùy Bút Ẩm Thực lần này, có vẻ là cũng khá nhiều điều thú vị. Vâng ạ, bởi vì bộ sách là tập hợp những câu chuyện ẩm thực của Việt Nam nói chung, được nhìn từ góc nhìn của một người Sài Gòn. Trong đó có Sài Gòn của dân tứ chiến, tứ hải giai huynh đệ, là hội tụ của những món ăn thật quen thuộc, còn mang hương vị quê nhà như là bánh canh cua nè, mắm kho quẹt. Nhưng mà cũng có những cái món ăn đậm chất vùng miền như là tô canh khế, nồi lẩu rắn, nồi cháo nấm tràm và những cái món đang bàn cãi nảy lửa như là món thịt chó nữa cũng được đề cập trong những cuốn sách này. Nó có thể giải thích bằng hai cách. Cách thứ nhất, khi mà mình gộp lại một cuốn thì nó sẽ nặng cái trong khi đọc mà nằm. Thường thường đã có thói quen đọc nằm. Thứ hai là cái cuốn đầu tiên, cái cuốn Sài Gòn Chở Cơm Đi Ăn Phở là nó đã được tái bản, lần này là lần thứ hai. Tái bản lần thứ hai có nghĩa là nó đã ra 3 bản rồi. Rồi cái cuốn kia là cuốn Người Ăn Rong thứ ba thì nó được combine lại, nó được gộp lại từ những bài báo mà viết sau này chưa xuất bản lần nào. Thành ra là trong đó là nhân cái chữ Sài Gòn đó thì nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên mới nhờ tôi là làm thế nào mà đưa cái chữ Sài Gòn thêm vào, thì hai bên mới bàn nhau lấy cái tên, là ở trong đó là có cái bài là Ồ Bỗng Ngon Ghê. Thì ồ là một loại cá, nó giống như cá thiêu nợ mà nó nhỏ thôi. Cái con cá đó mà nếu trên mình nó có chấm á, thì khi mình nấu bún cá ở Nha Trang, mà như nếu mà cô chưa biết thì theo tôi là nó ngon nhất. Thành ra mới ghép cái chữ Sài Gòn Ồ Bỗng Ngon Ghê. Ồ là tên một loại cá, hình như cái đó là một cái thành ngữ của miền Bắc đúng không? Thành ngữ của miền Bắc là cơm là gì, phở là gì, thay vì nói trắng ra. Thành ra là khi mà tôi viết một loạt bài trong cái chuyên đề cho báo Sài Gòn Tiếp Thị, Nhan Sắc Phở Sài Gòn á, thì cái lúc mà viết cuối cùng cái bài viết của tôi thì tôi mới chọn đi ăn hết các cái loại phở, thì tôi mới nghĩ rằng là cái người Bắc á, tôi có kể lại câu chuyện là cái người Bắc vào Sài Gòn ăn phở què thì lắc đầu, còn cái người Nam mà ra ngoài kia ăn phở gì đó, phở xếp hàng gì đó, thì ra họ chê, không phải là vì nó dở mà chê vì cách phục vụ nó tệ quá. Chẳng hạn như hỏi tâm cái chỉ ra ngoài ngõ, thành ra là cái cách phục vụ đó trong Nam này là hoàn toàn không có. Thành ra là nó vốn nguyên cớ nó như vậy, thì nhân cái đó thì mới chơi chữ cái thành ngữ là Sài Gòn Chở Cơm Điên Phở, chứ làm gì mà có chở phở điên cơm. Với những chia sẻ rất là dí dỏm từ tác giả ha. Thưa quý vị, như lời giới thiệu của cuốn sách thì có viết ở trang số 6, viết về cái ăn của người Việt khó vô cùng, khó là bởi sành ăn thôi chưa đủ, hiểu biết và ham mê kêu cứu sách vở thôi chưa ổn, giàu ký ức về chuyện ăn uống thôi cũng chưa xong, mà phải nhập cuộc vào cõi ăn với một tâm thế tự do, cái tự do của người làm chủ chứ cú pháp ăn uống, để một mặt không rơi vào cái bẫy phàm tạp, không đi lạc vào địa hạt nữ công gia chánh, càng không cao đạo thiên hóa mọi thứ theo kiểu chủ nghĩa lưỡi dân tộc. Có lẽ là khi mà quý vị nghe phần chia sẻ của tác giả vừa rồi thì thấy là cái cách tác giả nói chuyện cũng rất là tự nhiên. Theo cái kiểu là tôi có làm sao tôi nói vậy, tôi sống vậy đó, tôi đi vậy đó, tôi ăn cũng tự nhiên vậy đó, thì giờ tôi kể lại nó cũng vậy đó. Thật ra thì nó đơn giản nhẹ nhàng nên nó dễ đi vào lòng người. Hai quyển sách ngày hôm nay chương trình giới thiệu đều là Tùy Bút Ẩm Thực, Sài Gòn Chở Cơm Đi Ăn Phở và Sài Gòn Ồ Bỗng Ngon Ghê. Thì hai quyển sách này chúng tôi chỉ xin phép được trích một vài đoạn trong quyển Sài Gòn Chở Cơm Đi Ăn Phở thôi, và hy vọng là quý vị sẽ theo dõi trong cả cái đoạn này để thấy là những cái điều rất là đặc trưng. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là
đọc sách á mà giống như là đang được ngồi tán dóc với nhau. Cái cảm giác là cà kê dê ngỗng ở một cái quán ăn vỉa hè, một cái quán cà phê vỉa hè, đàm luận bên mâm cơm ngày nhàn rỗi. Và tác giả đã rất khéo léo để đưa một cái hàm lượng y thực, ghi chép ẩm thực và dĩ nhiên không thiếu những cái công thức chế biến nữa từ những đầu bếp có tên tuổi lẫn vô danh vào trong sách, mà chúng ta đọc xong chúng ta tưởng đang nghe kể chuyện chứ chúng ta không biết là mình đang học công thức nấu ăn. Đúng rồi, bởi vì văn phong ở trong này rất là gần gũi ha, và giống như là những cái lời nói mà chúng ta truyền miệng nói chuyện lại với nhau rất là bình thường và bình dị như là cuộc sống hàng ngày. Bây giờ thì chúng ta cùng nói một chút xíu về một cái trích đoạn trong cuốn sách này. Ban đầu thì nó sẽ bắt nguồn từ gian bếp của mẹ, những món ăn đậm chất quê hương như là tô canh khế nè, đến món khai vị của dân tộc và cách ăn truyền thống của người xưa. Và Phương sẽ được trích một đoạn nhỏ trong sách này ở trang 27, đó là: như tác giả, nghệ thuật nấu ăn truyền thống thuật lại là hợp lý hơn cả. Khai vị nhắm rượu với lại các món nguội, tiếp theo là các món nước dùng nóng, rồi kết thúc uống rượu cạn chén để ăn cơm với các món mặn đậm đà, và cuối cùng là ăn tráng miệng bánh ngọt, xôi chè hoặc là trái cây. Trong đó thì rượu khai vị được tác giả miêu tả ở trang 29 như sau: rượu khai vị uống vào không bốc lên đầu, không tác động làm loạn nhịp tim, mà đi thẳng xuống làm việc với dạ dày. Dầu là rượu mạnh hay là yếu, rượu khai vị cần chua mặn ngọt, ngọt để mở bao tử, mặn để báo hiệu trao đổi chất, và chua để giúp bài tiết. Nói chung là có lý lẽ riêng hết. Trên tất cả thì sau món ăn là lịch sử, là ân tình, là ký ức, là sự chuyển dịch của tâm tính cộng đồng. Giọng điệu hài hước thâm thúy xuyên suốt hai tập sách át cái mùi khô khan của sử liệu, của những cái câu chuyện mà chúng ta tưởng là nó đi vào lịch sử, thì nay nó như là những câu chuyện trăm năm ngàn năm sống động một ngày, thơm lành quen thuộc như bữa cơm nhà, ngày nào cũng cứ ấm áp thổi lửa. Rồi những bức tranh ẩm thực mở cõi của tác giả có dịp ghé qua, điểm dừng chân cuối cùng là Sài Gòn. Và có một cái quan điểm của tác giả rất là dễ thương, đó là tác giả cho rằng cái gì ở Việt Nam mà Sài Gòn không có thì Sài Gòn không còn gọi là Sài Gòn nữa. Có nghĩa là ở Sài Gòn này chúng ta có thể tìm thấy tất cả mọi thứ, dù là ẩm thực ở vùng miền nào đi nữa. Và quả thật là như vậy, trong cuốn sách này á thì có hẳn một chương chỉ bắt đầu bằng từ Sài Gòn. Chúng ta thấy rất là dễ thương, Sài Gòn chở cơm đi ăn phở, Sài Gòn kén ăn, Sài Gòn thương nhớ cà phê vân vân. Và 24 tản văn về Sài Gòn để thấy rằng ẩm thực nằm ở mọi ngóc ngách của vùng đất này. Và rõ ràng một món ăn vượt thời gian và vượt cả không gian đó chính là phở. Và phở Sài Gòn là phở đa nguyên, cái ngon của nó rất là chủ quan theo từng người. Ở trang 183, tác giả đã viết: như một cái cô gái bẳng tính, bây giờ thì càng lúc cô gái phở này càng nặng ốc địa phương, đúng hơn là nặng lưỡi địa phương. Âu cũng là bản sắc chăng? Thôi thì nội theo lối nội, gòn đi đường gòn, chúng ta hãy cùng Sài Gòn chở cơm đi ăn phở mùa trở trời rất lạnh này. Và có lẽ là khi mà nói về tất cả những cái thông tin trong quyển sách thì Lan thấy là mọi người á sẽ đi từ cái cảm xúc này đến cái cảm xúc khác khi mà lắng nghe. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là xen lẫn vào cái chiều dài văn hóa ẩm thực thì tác giả nói đến những cái loại nước uống nữa. Ví dụ như là nước uống mà bất kỳ ai cũng từng thử qua, tả nha. Cái thứ nước màu đen, nó sánh, đánh đầu lưỡi, đặc biệt là ở bất kỳ đâu chúng ta cũng có thể thấy. Nó là gì? Cà phê. Đó là cà phê. Nói chung, khắp miền, mọi miền đất nước chúng ta đều có cà phê hết. Và mỗi loại cà phê đều có đặc trưng riêng. Thì tác giả nói như thế này: cà phê vỉa hè còn gọi là cà phê kho, cà phê vớ, không ngon. Nhưng sáng không đến, nhiều người vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Như vậy, ẩm thực không còn đơn giản chỉ dừng lại ở thức ăn, thức uống, mà ẩm thực bây giờ là ẩm thực văn hóa. Và nó là một thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Và chắc chắn là một cái người rất là sành ăn, một người chuyên gia ẩm thực, chúng ta có thể gọi là như vậy, như tác giả Ngữ Yên, thì chắc chắn sẽ biết như thế nào là một ly cà phê ngon đúng điệu. Bởi vì tác giả đã chia sẻ ở trang 205 của cuốn sách: một tách cà phê làm chết lòng người mỗi sáng gồm 4 yếu tố căn bản. Thứ nhất, tỷ lệ cà phê với nước. Thứ hai là độ xay nghiền. Thứ ba là nước dùng pha chế. Và cuối cùng thứ tư, bột cà phê tươi mới. Và sau khi uống cà phê thì bao giờ chúng ta cũng phải tráng miệng bằng một cái ngụm trà đá. Đó, có liên quan ghê. Và ở trang 243, tác giả viết: ông Huỳnh Ngọc Trảng, một nhà nghiên cứu văn hóa, sau nhiều tìm tòi về đặc sản Sài Gòn, đi đến kết luận chỉ có trà đá là đặc sản của Sài Gòn. Đúng là như vậy ha. Ông Phương thấy là đi đâu
ăn gì làm gì chúng ta cũng cảm thấy thoải mái. Và có thể nói là đã nhất với cái món ăn đó là kêu ly trà đá. Cái món uống. Món uống. Nói chung là đang ăn uống đó. Ăn uống gặp chung hết. Chúng ta sẽ vừa ăn vừa uống mà không thể thiếu trà đá. Nói chung là khi mà nhắc tới cái chuyện mà chở cơm đi ăn phở thì nhiều quý vị nghĩ là chắc cái này có cái chuyện gì đó, ta nói mèo mèo chuột chuột gì ở đây, mèo chuột gì ở đây. Nhưng mà thưa quý vị, đây chỉ là một cái cách để nói ẩn dụ mà thôi. Là câu chuyện ăn trong của tác giả vào thập niên 90. Như món ăn trong cuốn sách này á, hiện đã thoái trào thì Sài Gòn ô bỗng ngon ghê lại tiếp nối cái câu chuyện ẩm thực thời kỳ mới với những món ăn được du nhập từ các tỉnh vào Sài Gòn và làm cho cái nền ẩm thực Sài Gòn bây giờ cắt lát nào là thương lát đó. Quả thật là đây là hai cái cuốn sách rất là thú vị. Cụ thể đó là chúng tôi nhắc lại hai cái tên, bởi vì hai cái tên đã đủ nói lên được cái sự thú vị của cuốn sách này rồi. Đó chính là hai cuốn. Cuốn thứ nhất, Sài Gòn chở cơm đi ăn phở. Và cuốn thứ hai đó là Sài Gòn ồ bỗng ngon ghê. Đây là hai cuốn sách vừa ra mắt và có thể xem là một combo sách để chúng ta có thể khám phá, trải nghiệm về văn hóa ẩm thực của Sài Gòn đầy thú vị. Và đây là hàng hiếm trên kệ sách viết về chuyện ăn uống hiện nay. Và bộ sách tập hợp những câu chuyện về ẩm thực tại Việt Nam nói chung được nhìn từ Sài Gòn. Tính cách và lối tư duy kiểu người Sài Gòn cũng chi phối ở trong cái phương pháp và cách chế biến của món ăn, vốn là đặc sản của các miền quê trên khắp đất nước Việt Nam. Chúng ta sẽ cảm thấy rất là thân thuộc, gần gũi nếu như mà chúng ta đang sinh sống hoặc là chúng ta đã từng sinh ra tại mảnh đất Sài Gòn này. Và thưa quý vị, combo sách này hiện đang có bán ở tất cả các nhà sách trên toàn quốc với giá bìa cuốn Sài Gòn chở cơm đi ăn phở là 108.000 đồng. Và cuốn Sài Gòn ồ bỗng ngon ghê với giá bìa là 88.000 đồng. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ tìm đọc hai quyển sách này ha. Đặc biệt thì chương trình Siêu thị Cuộc Sống và First News sẽ dành tặng 5 cuốn Sài Gòn chở cơm đi ăn phở và 5 cuốn Sài Gòn ồ bỗng ngon ghê cho 10 khán giả gọi điện thoại về cho chương trình, trả lời đúng câu hỏi và may mắn được chọn. Chương trình sẽ gọi điện thông báo đến quý vị khán giả may mắn nhận được sách. Và câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay có nội dung như thế này, dễ lắm nha. Đặc sản của Sài Gòn là gì? A. Cà phê, B. Trà đá và C. Trà sữa. Rồi, quý vị đừng quên nha, chúng ta sẽ nhanh tay gọi về số 0902390270 và số 0283933359, nhấn phím 175 để trả lời câu hỏi và có cơ hội may mắn nhận được sách quà tặng của chương trình.